chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Sướng như Thúy Diễm, dẫn con đi chơi trung thu có Lương Thế Thành chăm từ A đến Z chỉ việc tạo dáng chụp hình. Loạt ảnh cả gia đình Lương Thế Thành, Thúy Diễm dẫn con trai đi dạo Sài Gòn chơi trung thu khiến khán giả thích thú ghen tị. Mới đây Thúy Diễm đăng ảnh cả gia đình dạo phố, phường trong những ngày cuối tuần. Trong mọi khung hình, Lương Thế Thành đều tất bật chăm sóc con trai cực kỳ chu đáo, thuần thục. Nữ diễn viên vô cùng thoải mái. Bên hai cha con, xem những khoảnh khắc này nhiều mẹ bỉm phải thốt lên ước gì được sướng như Thúy Diễm. Kèm theo hình ảnh dễ thương bên chồng con, Thúy Diễm hạnh phúc viết, làm cha khó đáy phải đâu chuyện đùa, ngẫm nghĩ thấy mình thật sướng khi có ông chồng biết chăm con từ A đến Z. Ngoài giờ đóng phim ra thì chúng tôi là biệt đội bỉm sữa nha, chỉ có điều mẹ sữa thì ngồi chơi, ba sữa thì sức bang bang bang. Trước đó Lương Thế Thành chăm sóc con trai rất chu đáo, anh thừa nhận vợ không quá khéo léo và hay bị rối khi chăm con. Nam diễn viên cũng từng hứa trước vợ rằng mình sẽ lo toàn bộ sau khi cô chịu đau đớn để sinh con. Thế mới thấy ai sướng như Thúy Diễm, chứ có chồng vừa điển trai vừa đảm đang thế này thì cuộc sống nhàn tên luôn đấy.